Hello, xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ gửi gắm đến quý cô chú, anh chị và các bạn một clip nhỏ nhỏ gửi đến những các chương trình đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua các bạn. Thì nói chung mình cũng mắc kẹt các bạn, bởi vì mình còn phải đi làm ruộng rồi làm này làm kia muốn sinh rồi các bạn. Và đồng thời các bạn comment cho mình đó, các bạn cứ yên tâm, mình sẽ trả lời hết tất cả các comment của các bạn cho mình nha. Cái đó là cũng như những tấm chân tình mà gửi gắm đến cho mình sẽ đọc và ghi nhận hết các bạn. Mình sẽ trả lời hết. Thì nói vậy các bạn hiểu rồi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một clip đùi gà chiên trứng sốt me nha các bạn, sốt me chua ngọt nha các bạn. Mình làm món là lạ mới ăn thử làm sao các bạn ơi. Thì nói chung clip gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn để mà mình xem giải trí trong cái những giờ nghỉ giải lao trong ngày làm việc mình nhọc các bạn, hay là sau bữa cơm chiều hay thì quay quần bên gia đình nữa các bạn. Mình thời buổi hiện đại mà các bạn ơi, cái cho là vậy đi, mình sẽ thực hiện nha các bạn. Bây giờ đầu tiên mình có gà, mình sẽ ấy món gà ra đây nha, đùi gà nha các bạn. Ồ, biết là mình sẽ có đùi gà các bạn, đây đùi gà các bạn, và trứng này mình sẽ đập ra để mà mình lấy trong đỏ, mình lấy ra tô này để mình trộn đùi gà đóng mình chi nha các bạn, chứ mình không chơi bột các bạn. Xong rồi mình làm nước me chua ngọt đặc đặc các bạn, mặn mặn chua cay các bạn, mình sốt lên năng các bạn. Đây là rau củ quả các bạn ơi, đây là đồ nêm nếm, còn đây là dầu phộng. Thì bắt đầu mình tiến hành nha các bạn nha. Thì trứng gà mình chỉ gõ ra làm hai các bạn, gõ làm hai, mình lấy đồng trắng, tách đồng trắng ra mình bằng cách này mau các bạn ơi. Nè, xớt vào đây cái đồng trắng tự nó chảy ra, nó tách ra các bạn. Sau khi mình đập trứng rồi, giờ mình xăm đùi gà nha các bạn. Mình xăm đùi gà cái cho nó thấm ấy rồi các bạn. Trong đó gà mình đã ấy xong rồi các bạn, đùi gà mình cũng đã ướp gia vị rồi các bạn. Giờ mình bật lửa lên nha. Lửa lên chế dầu vô để mình chiên đùi gà các bạn. Mình sẽ vớt tỏi ra các bạn, tỏi vàng mình vớt ra chứ để khét không ngon các bạn. Giờ phải nhúng đồng đỏ hồng gà chi nha các bạn. Bột này mắc quá các bạn, nhờ mình mua đồng đỏ hồng gà mình nhúng chi nha các bạn. Đây, gà bự các bạn, mình chắc đứng dậy các bạn bị dằn quá các bạn ơi. Gà các bạn nớt gia vị rồi, cái bây giờ mình tụng đồng đỏ hồng gà mình chiên các bạn. Thơm quá các bạn ơi, dạ dần quá các bạn ơi, dần quá.
mình sẽ đợi lửa riu riu thôi các bạn. Chiên mà nè nè các bạn, dần quá. Thơm quá các bạn. Được chi xong các bạn ơi. Là chảo này nhỏ quá, đợi cho bự các bạn. Giờ làm nước sốt men. Đùi gà mình chiên với lại trong đỏ hột gà các bạn. Món này là toàn gà không các bạn. Đây là nước sốt me chua ngọt các bạn. Chút mình chan lên các bạn ơi. Đó, nghe thơm không các bạn ơi. Giờ mình đã làm nước sốt me xong rồi cho các bạn. Đây các bạn. Rồi, kẹo rồi các bạn. Ớt đồ ngon các bạn. Chua chua ngọt ngọt cay cay nha các bạn ha. Giờ mình sẽ chan lên nha các bạn. Đây. Chan lên các bạn. Sau nhiều giờ làm việc mệt nhọc các bạn thì giờ đùi gà ướp gia vị và sốt đồng đỏ hột gà chiên các bạn, cái mình sốt nước me chua ngọt luôn các bạn, đồng thời mình làm chén nước me chua ngọt mình chấm là chấm thêm các bạn. Mời cô chú anh chị cho các bạn dùng đùi gà sốt me chua ngọt với mình nha các bạn. Đây các bạn. Rồi giờ mình bóc các bạn, nông dân các bạn, quê mà mình chấm thêm miếng các bạn. Rồi. Chua 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 ngon ngon mà không, đùi gà lớp trứng đỏ gà các bạn, trong đỏ ngon quá các bạn, mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Bóc luôn vài miếng rau của bài. Cay quá các bạn ơi. Làm cái nữa các bạn. Ớt các bạn. Mời tất cả các bạn nha.
ngon quá các bạn, cay ngọt chua mặn mặn thơm các bạn, ngon quá. Ngon quá. Ngon các bạn. Ngon quá. Quá ngon các bạn. Cay quá các bạn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Và chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và xem video có nhiều niềm vui và có cuộc sống nha các bạn. Thì thôi các bạn comment mình á, cứ yên tâm mình sẽ trả lời hết, mặc dù chậm mình cũng đi làm bữa thứ ngày các bạn, bán nghiệp mình các bạn, để mà cuộc sống mà cái gì mình cũng biết làm các bạn, trừ các mình chậm các bạn, mình không giờ mình thích tình các bạn, cho nên mình cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và sắp tới. Bye bye, chào tạm biệt nha các bạn nhé.